Sống thích, thích luôn á. Làm tới ngày về luôn mà. Thích cái việc, thích này là mình thích về cái này là hồi xưa mình là một người bỏ đi. Nói thẳng luôn á, là xưa nó nghiện một tí là người dứt đi. Nhưng mà giờ mình nghĩ mình nghiện rồi, mình phục hồi được rồi. Mình phải làm khác người ta. À, cái nguyện vấn là như là mình là một người mang cái bệnh này. Cái bệnh này nó hồi đó đâu có thuốc chữa đâu, giống như là chết. Mà những cái người mà đã từng qua cái bệnh này mới biết bệnh hay là họ khủng hoảng, họ rất là ghê. Mình đã từng trải qua những giai đoạn đó rồi. Bởi vì mình đã từng qua rồi, mình biết đó, trong cái giai đoạn làm sao mình lên mình nói chuyện người ta, mình tư vấn người ta, mình trấn an cho người ta vượt qua. Đó, mình lôi kéo người ta cho người ta sống tích cực hơn. Với là nhiều khi mới biết phát hiện bệnh nhưng mà sống chừng tháng, 2 tháng sau chết. Mà nhiều người biết bệnh 20 năm sau vẫn sống khỏe. Nhiều khi ta sống tư tưởng thoải mái. Còn nhiều người sợ quá, lúc nào trời chết rồi ăn uống được rồi bỏ, suy sụp rồi chết. Nhưng mà mình sống cái mình trọng, mình học được những kiến thức giúp người ta.